Loại hình dáng là anh chị ít gặp, đó là dạng lưu thống và sử dụng một cụ cốc thiền thư vàng sapphire. Hello anh em, có một cái vòng mới, một cái vòng lắc tay theo cái thể loại hình dáng là anh chị ít gặp, đó là dạng lưu thống và sử dụng một cụ cốc thiền thư vàng sapphire và kết cả vàng nữa. Anh chị theo dõi video này để xem sản phẩm chúng ta thế nào nhá. Ok, anh chị theo dõi video. Vòng tay bão rông. Vâng, thực ra là cái bão rông là người ta nói về cái gì anh chị biết không? Người ta nói về cái vân của cái viên đá này. Trông nó rất là cuồng phong. Cuồng phong ở đây người ta mang tính chất là năng lượng cao nhé. Nghĩa là thay đổi liên tục chứ không phải là cuồng phong là phá hoại đâu. Thế là cái tên của cái loại đá này thì nó mang lại rất nhiều tranh cãi cho anh chị. Nhưng mà cái chủ thể của chúng ta ở đây thì không phải là cái viên đá đó, mà chủ thể là một viên sapphire xanh hero. Và đây là một cái bức tượng tôi chạm mà thiềm thử ba chân, cóc ba chân. Đeo lên tay này. Khi đeo lên tay thì khi sản xuất thì chúng tôi đã tính toán trước cái vấn đề là cái con cóc này định quay rồi. Tại vì đáy nó rất là phẳng thì cái phẳng nó sẽ áp vào tay anh chị, thì cái lúc nào sản phẩm nó cũng sẽ quay ra như thế này nhé. Và cái bức tượng này là cái bức tượng mà nó mang màu xanh rất là tươi. Đây tôi bật thử lên cho anh chị xem này. Đây, xanh tươi, xanh xanh nhé. Đấy. Và thông đèn nhé. Đây, anh chị nhìn. Hàng thông đèn luôn. Chi phí cho cái sản phẩm này chúng ta đang có hiện tại bây giờ là khoảng gần 18 triệu, 17 triệu 200. Trong đó có cả vàng nữa. Đây. Chúng ta có Tahigem 10K 417 là cái vàng trắng. Thì chi phí cho sản phẩm này chủ yếu là ở trên cái bức tượng này thôi, chứ còn cái dây này thì rất rẻ. Dây này thì chỉ khoảng đôi triệu thôi, không không quá đắt. Còn chi phí cho sapphire rất là cao. Thì cùng với cái sản phẩm như thế này, anh chị vẫn có thể nâng hạn mức lên đến tầm khoảng 3-40 triệu được nếu tất cả cái hạt này đều là sapphire. Một viên sapphire ở đây có thể chi phí cho anh chị tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu. Thì chúng ta sẽ có khoảng 20 đến 30 triệu cái vòng này rồi. Thì nếu anh chị nào cần hạn mức cao hơn nữa thì vẫn có thể làm được nhé. Chứ không không nhất thiết phải sử dụng một cái dưới 20 triệu. Chẳng thế. Anh chị có thể mua cái 3-40 triệu để cho nó phù hợp với cái style của anh chị đang dùng. Chẳng hạn anh dùng chị dùng một cái đồng hồ khoảng một vài trăm thì anh chị nên đeo cái vòng khoảng 100 triệu. Chẳng thế. Và lúc nào những cái vòng đấy thì giá trị nó cũng cao và tất nhiên chất lượng của sapphire thì nó sẽ cao hơn cái đá này một chút. Và nó là thuộc dòng cao nhất. Còn về màu sắc thì có thể nó giống nhau nhưng thằng sapphire nó khác một tí là cái năng lượng nó rất là mạnh và chúng ta cảm giác lúc nào cũng thấy lạnh. Cái đá nó rất là lạnh và nó mát. Rồi. Tôi sẽ dừng video ở đây và chúc anh chị một ngày thật nhiều niềm vui nhé.